xin phép hai đội chúng ta mỗi đội tự đặt tên cái đội mình cho nó vui vui á. Em trước em, đi. Em trước nha. Ừ. Dạ. Nhà em thì mới chuyển từ ngoài Bắc vào nên là bọn em quyết định đặt một cái tên mà nó liên quan một món ăn ngoài Bắc mà vợ chồng em thích nhất. Đó chính là phở bò Hà Nội. Ồ, phở bò Hà Nội. À, tên sao dài vậy? Phở bò Hà Nội, bốn chữ lận. Còn bên đội anh thì ngắn gọn thôi. Chủ đề của chương trình là vui cùng bố bỉm. Thì anh sẽ đặt đội mình là mẹ tả. Mẹ tả. Mẹ tả. Trời trời trời. Cái gì vậy? Thì bố bỉm, bỉm là tả đó. Ở trong Nam mình gọi là bỉm là tả đó. Ủa? Trời ơi, ít ra anh đặt cho em ví dụ mẹ mẹ sữa hay là cái gì. Ví dụ người ta nói là mẹ bỉm sữa. Trời ơi, đặt thêm cái tên cho nữa kêu đổi gì? Mẹ tả. Cái tả là nó hơi nhạy cảm một tí. Vậy tại sao? Hay tả cho con. Vậy tại sao không đặt tên là bố tả? Hay ba à. Tả. Anh đổi tên lại. À, hay là ba tả. Ba tả, ba tả. À, đúng không em? Tại vì ở ngoài Bắc, ngoài miền Bắc thì mình gọi là bố bỉm thì gọi là bố mẹ. Thì bên đây thì ba mẹ cũng được, vậy thì gọi là ba tả đi. Ba tả. Rồi vậy là xin chúng ta chốt lại, đây là hai đội chúng ta, lại đây là đội ba tả, còn đội là phở bò Hà Nội. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng với hai đội chơi chúng ta cùng bước vào vòng 1 của chương trình Vui Cùng Bố Bỉm. Và ở vòng 1 này thì chúng ta sẽ có 10 câu hỏi được trình bày theo nhiều hình thức khác nhau, xoay quanh cái chủ đề mà nãy chúng ta vừa nói, đó là chủ đề chăm con xưa và nay. Và sau khi nghe câu hỏi thì hai đội chơi chúng ta sẽ viết đáp án lên một cái bảng, và mỗi một đáp án đúng thì xem như đội chơi chúng ta sẽ ghi được 5 điểm. Và chúng ta có tổng cộng là 10 câu hỏi, có nghĩa là nếu như chúng ta chiến thắng cả 10 câu hỏi thì chúng ta có 50 điểm. Rồi, hai đội chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chắc chưa? Chắc rồi ạ. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến với câu số 1 của vòng 1. Sắp xếp các từ sao thành câu tục ngữ hoàn chỉnh. Con thi dạy khôn, mẹ cha dạy thì khéo con. Thời gian bắt đầu. Dạ, hết giờ. Xin mời đội của Trinh Trinh và Trần Thành. Đội của em còn chưa hoàn thành được hết cái câu này nữa. Mới chỉ viết được là mẹ khéo thì dạy con khôn, con cha thì chắc là không có vị trí. Nhưng mà em nghĩ là câu này là ở trong Nam ấy. Tại vì em chưa bao giờ nghe thấy câu tục ngữ này luôn. Chị cũng không biết. Em ơi, làm đọc ta. Có thật hả? Là đủ đi thôi. Nên là em ghép và em không biết câu này là câu gì luôn. Chị nhìn thấy chữ mẹ thấy thôi chứ hai chữ con nè. Mà có hai chữ dạy nữa, mà hai chữ thì nữa. Mà có chữ khác nhau, chữ khéo và chữ khôn thôi. Nhưng mà không biết là có đúng hay là không ạ. Dạ, đây là một đáp án rất chính xác. Ồ vậy hả? Và phải nói là đội ba tả rất là mưu trí trong cái chuyện, tại vì dạ, có chữ con với chữ thì xong mình đánh dấu luôn. Rồi xin được chúc mừng đội ba tả đã giành một cái chiến thắng nhẹ nhàng ở câu đầu tiên với 5 điểm. Rồi chúng ta bước sang câu thứ hai, xin mời. Đây là một câu hỏi đuổi hình bắt chữ. Hai đội chơi chúng ta hãy quan sát cái bức hình sau và cho biết đây là gì. 20 giây bắt đầu. Cái gì ở trên có cái dấu chéo gì không thấy rõ vậy? Ăn cơm thì phải ăn thịt ớt. Ôi cái này không biết hiểu luôn á. Dạ chưa có đội nào ra đáp án hết. Ăn cơm no thì bụng phình như ớt. Không, không lẽ ếch cơm hả? Ếch cơm là gì ạ? Ếch cơm là gì? Ai biết, thì thấy có chén cơm của con ếch kìa. Ếch gạo. Dạ đội ba tả bảng trắng à. Em cứ đưa lên đi em vui. Chưa biết được cái gì cả. Ớt gì? Anh xác cơm đũa. Là những cái gì bọn em nhìn thấy? Đây là những cái gì bọn em nhìn thấy ở trên màn hình. Không. Nhái. Cái do dấu sắc ở trên đó.
Nhai cơm. Đúng rồi. Ôi trời ơi, thì nói là cái dấu sắc cái gì? Trên đó không có thấy rõ đó. Như là phải bỏ cái dấu sắc đi. Đó. Đáp án của câu 2 là nhai cơm. Đáp án của đội Ba Tả là bạn trắng, phở bò Hà Nội. À, là có đáp án nhưng mà chưa chính xác. Có nghĩa là hai đội chúng ta cùng không được điểm ở câu hỏi thứ hai này. Và đáp án là nhai cơm. Bởi vì nhai cơm cho trẻ hay còn gọi là mớm cơm là phương pháp của ông bà ngày xưa. Khi mà chúng ta chưa có các cái phương tiện như hiện nay là cái gì cũng có máy xay thực phẩm nè, mọi thứ rất là hiện đại ha. Thì ngày xưa là phải nhai cơm mớm cơm cho con cho cháu mình. Tuy nhiên thì cái phương pháp mà nhai cơm mớm cơm cho trẻ nó cũng gây nhiều tranh cãi, bởi vì theo thực tế thì bây giờ người ta nói cái đó nó không hợp vệ sinh. Rồi chúng ta cùng bước sang câu thứ ba. Phương pháp easy là một cách huấn luyện nếp sinh hoạt ăn ngủ của trẻ theo một chu kỳ có tính chất lặp đi lặp lại. Theo đó, E là viết tắt của từ eat, con ăn. A là activity, con chơi. Eat, y dài là your time, mẹ thư giãn. Còn S là viết tắt của A, sing, con nghe mẹ hát. B, say, con nghe mẹ trò chuyện. C, sleep, con ngủ. D, see, con quan sát. 10 giây đếm ngược bắt đầu. Câu này là bài tủ của bọn em phải che bài. Tủ luôn hả? Dạ. Mà tủ mà sai thì sao ta? Không thể sai được. Câu này chắc chắn đúng. Hết giờ, xin mời hai đội trình đáp án. Sleep cái gì? C là sleep. Sleep cái gì? Trời ơi trời. Em nghĩ sao mà sleep? Em mời anh. Tôi nghĩ là không phải sleep, nhưng mà ở đây người ta nói là người ta là trẻ, người ta đã có kiến thức rồi. Thôi tôi thua đi. Bạn đề là C là con quan sát. Đây cũng là một trong những cái phương pháp nuôi con theo cái cách dễ dàng và khoa học. Đối với bé thì chữ Y đầu tiên là eat, là ăn. Ăn ở đây có nghĩa là bú sữa hoặc là ăn dặm, hoặc là ăn những cái thức ăn cần thiết cho sự phát triển. Cái chữ thứ hai đó là cái activity, là chữ A. Đó là những cái sinh hoạt tùy theo cái độ tuổi. Đối với tuổi nhỏ thì có thể là vui chơi, xen kẽ học tập. Lớn thì là học tập rồi trao đổi thầy cô giáo. Và cái chữ mà các anh chị cho cái đáp án chữ S là sleep, đối với trẻ con nó rất là quan trọng. Đúng rồi, nó rất là quan trọng. Ăn mà không ngủ là không có được. Dạ đúng rồi, ăn là phải ngủ mà phải ngủ đúng giờ, đúng giấc đàng hoàng. Ngủ thứ nhất là phải đủ giờ, mỗi ngày bao nhiêu giờ đó. Và thời điểm đi ngủ cũng rất là quan trọng. Đối với trẻ em thì thời điểm thích hợp nhất là trước 10 giờ. Tại vì từ cái thời điểm là từ 22 giờ tối cho đến 3 giờ sáng á, thì khi mà bé đi vô giấc ngủ, cơ thể sẽ sản sinh rất nhiều những cái hormone giúp kích thích sự phát triển về chiều cao. Và một trong những cái cuối cùng đó là chữ Y đó. Chữ Y đó là your time. Thì đối với trẻ thì dĩ nhiên trẻ cũng có cái khoảng thời gian riêng. Riêng đối với người mẹ thì khi mà chăm sóc, thật sự ra thì ngày nay thì cái vấn đề mà vai trò giữa cha mẹ và con cái thì thật sự nó không còn phân biệt như xưa là mẹ phải chăm con, mà ngày nay cũng có những người bố rất là tích cực chăm con. Thật ra cái your time là chính do ông bố và mẹ mình phải dành thời gian cho mình. Dạ. Cuối cùng là đáp án gì bác sĩ? Đáp án cuối cùng là đáp án C. Dạ. Xin cảm ơn. Em nghĩ sao mà sleep? Em mời anh. Thôi tôi thua đi. Dạ, cuối cùng là đáp án gì bác sĩ? Đáp án cuối cùng là đáp án C. Dạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Đáp án chính xác tức là đáp án C là sleep, là con ngủ. Nhưng mà đáp án của anh Kim Tử Long mặc dù là cũng chỉ C, nhưng mà sleep là ba ngủ. Dạ. Như vậy thì ở câu hỏi này chiến thắng đã thuộc về phở bò Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu thứ tư. Xin mời. Ngày nay đâu là một trong những âm thanh được các nhà khoa học khuyến khích sử dụng cho trẻ sơ sinh dễ ngủ? A. Tiếng nhạc bài hát Baby Shark. B. Tiếng hát mẹ ru con. C. Tiếng TV nhiễu sóng. D. Tiếng chó sủa cực êm ái. 10 giây bắt đầu. Cái này nhà em nuôi một con chó nên là bé anh, nhà em dễ ngủ lắm. Nhà anh tới 5 con lắm. C. Phở bò Hà Nội. Đáp án là C. Tiếng TV nhiễu sóng. Trời ơi, nhiễu sóng là cái từ nó vô đầu con không có được đâu đó nha. Thực ra em thấy đáp án nhà anh là đáp án gì ạ?
Đáp án B. Đáp án B cũng đúng. Nhưng mà đối với nhà em và cách nhà em đã nuôi con thì nhà em dùng phương án C. Theo đáp án chính xác của ban tổ chức thì đáp án đúng chính là đáp án. Đáp án đúng chính là đáp án C đó. Tiếng TV nhiễu sóng. Trước hết thì cũng chia sẻ với lại gia đình bên anh nghệ sĩ Kim Tử Long. Thật sự ra trước giờ cái truyền thống của mình á, nãy giờ mình nói xưa và nay mà, cái tiếng hát ru nó vẫn là một trong những cái để giúp bé có thể đi vô giấc ngủ được. Nhưng mà sau này người ta thấy đối với trẻ sơ sinh ấy, người ta sử dụng tiếng ồn trắng để làm sao giả lại những cái tiếng giống như là khi mà bé còn trong bụng mẹ. Thì bé bắt đầu nghe được tiếng tim của mẹ đập, những cái tiếng của cái ruột nó sôi trong cái quá trình tiêu hóa. Để bé có cái giấc ngủ tốt thì người ta sẽ tạo ra cái tiếng gần gần giống như vậy. Thì người ta thấy có cái tiếng mưa rơi này, tiếng mưa rơi, tiếng nước chảy róc rách, tiếng TV nhiễu sóng. Tuy nhiên thì mình phải sử dụng nó đúng theo cái khuyến cáo của khoa học là cái tần số nghe không được quá 50 decibel thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thính lực. Cái thứ hai nữa là nếu mà cho nghe như vậy thì nó có một cái bất tiện là em bé sẽ bị lệ thuộc. Rồi thì chốt lại là C là tiếng TV nhiễu sóng là đáp án cuối cùng của câu hỏi này. Và như vậy thì tiếp tục là đội Phở Bò Hà Nội lại tiếp tục giành chiến thắng ở câu hỏi thứ tư này. Bây giờ chúng ta bước sang câu thứ năm. Thời xa xưa, các bậc cha mẹ thường không cho trẻ làm điều gì với suy nghĩ điều này sẽ làm con bị ốm và chậm nói. Đáp án A, soi gương. B, chọc chó mực sủa. C, cười nói sau 12 giờ đêm. D, mặc lại quần áo cũ. 10 giây bắt đầu. Hết giờ. Câu này thì hình như là vợ chồng em cũng có nghe người lớn có nói lại rồi. Đội Phở Bò Hà Nội đáp án A, soi gương. Đội Ba Tạ đáp án C là cười nói sau 12 giờ đêm. Dạ thưa chị Trinh và anh Long, có thể giải thích là tại sao anh chị chọn cái đáp án C ạ? Cái câu này nó nói, câu hỏi đó mình phải đọc cho kỹ. Đây là một cái gọi là một cái phong kiến ngày xưa đó, đưa ra một cái điều mà hầu như là nó phản khoa học đó. Thì anh không biết là cái nào thôi, nhưng mà nếu mà nói đúng á thì A chính xác hơn. Sao anh lại chọn C ạ? Không, C là chị. À. Chị chọn. Hồi nãy anh có nói là cái C không có đúng. A có thể là đúng. C, cười nói sau 12 giờ đêm. Cười nói sau 12 giờ, cứ nghĩ là nó nói quá trời rồi. Mà đã nói 12 giờ đêm mà nó nói như vậy rồi sao chậm nói được. Cứ làm sao à. Quá trời nói luôn. Chết rồi. Và đúng như vậy, đáp án chính xác của câu thứ 5 này đó là đáp án A, là soi gương. Và theo suy nghĩ mê tín từ thời xa xưa đó, thì các bậc cha mẹ thường không cho trẻ soi gương với cái suy nghĩ là gương sẽ làm cho con bị ốm. Như vậy thì chiến thắng vẫn tiếp tục thuộc về đội Phở Bò Hà Nội. Và mời quý vị các bạn chúng ta bước sang câu thứ 6. Sắp xếp các chữ sau thành cụm từ hoàn chỉnh. Dạ, gợi ý là 4 từ. 4 từ. Ê, ê là cái gì? 3 chữ Y luôn. Đi. Rồi, xin mời đáp án đội Phở Bò ạ. Dạ, chữ kệ. Chữ kệ hả? Kinh nghiệm dân gian hả? Đi đâu kệ mày đi. Dạ, có đáp án. Dạ, Ba Tạ đó. Dạ, Ba Tạ tiếp tục đáp án trắng ạ. Ở câu thứ 6 này thì không có đáp án nào là chính xác từ cả hai đội. Dạ, đáp án chính xác của chương trình là kinh nghiệm dân gian. Là gì? Dạ, 4 từ đó. Dạ, từ cái cụm từ hồi nãy đó. Nó dính dáng gì tới tới mẹ biển bố biển hết trơn vậy? Kinh nghiệm dân gian là ý giống như là những cái tục. Dạ, nó có liên quan cái chủ đề hôm nay đó anh. Cái áp dụng lên nuôi con rồi chăm con rồi dạy con. Mời quý vị các bạn và cả hai đội chơi chúng ta bước sang câu thứ 7. Câu thứ 7 có nội dung như sau. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trẻ nên bắt đầu ăn dặm từ khi nào? A, 2 tháng tuổi. B, 3 tháng tuổi. C, 6 tháng tuổi. D, 12 tháng tuổi.
10 giây bắt đầu. Câu này là tôi cũng biết như nào nhưng mà tôi không biết lắm. Tại vì nó không có đúng với cái con số gì của. Nhưng mà tại con anh chị cũng lớn rồi nên dạ. Để mà nhớ là mấy dạ, tháng này cũng không thì chị cũng không biết. Với cái câu này thì tùy theo gia đình nữa. Nhưng mà lúc mà con của em á thì là 6 tháng tuổi. Dạ. Dạ mà chồng em ghi sai rồi. Đây, 6 tháng tuổi. Dạ chồng em ghi thấy thương lắm. 3 tháng bắt ăn rồi. Như gia đình của tôi á thì sẽ cho con bú nhiều hơn. Và sẽ cho cháu nó ăn dặm vào tháng thứ 6. Nhưng mà nếu mà vậy đúng thì như tại vậy sao anh lại ghi câu B? Không, tại vì anh đang lấy cái chung của những cái gia đình. Dạ đúng rồi, cho nên là đáp án dễ đúng nhất là đáp án C, 6 tháng tuổi. Trời ơi trời. Trời ơi trời, chị Trinh đúng quá chị Trinh ơi. Dạ, theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì trẻ chỉ nên bắt đầu ăn dặm từ 6 tháng tuổi trở đi vì lúc này nhu cầu dưỡng chất của bé đã cao hơn và dạ dày đã ổn định hơn. Ăn dặm quá sớm hay quá muộn cũng không chỉ làm ảnh hưởng đến sự phát triển mà còn là một trong những nguyên nhân gia tăng tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ sơ sinh. Rồi, như vậy thì đáp án chính xác câu này chính là đáp án C, 6 tháng tuổi. Dạ, và theo như nếu mình nhớ không lầm thì đội Ba Tả nãy giờ mới trúng có một câu thôi thì phải. Bạn tôi giúp kiểm tra rồi đúng không ạ? Chính xác, khỏi cần kiểm tra. Rồi, bây giờ chúng ta bước sang câu thứ 8. Câu thứ 8 có nội dung như sau. Hãy quan sát bức hình sau và cho biết người xưa quấn tả chặt cho trẻ không nhằm mục đích gì. Thời gian bắt đầu. Không nhằm mục đích gì trẻ không bị cong chân. Cái chữ không nhằm câu hóc búa chị ạ. Đã người xưa rồi còn không nhằm. Nhưng trong đáp án lại còn có không nữa. Rồi, mời hai đội trình đáp án ạ. Rồi, đáp án bên bố tả là đáp án B. Đáp án Phở Bò Hà Nội, đáp án D. Rất tiếc là cả hai đáp án của hai đội đều không chính xác. C mới là đáp án chính xác. Người xưa quấn tả chặt cho trẻ không nhằm mục đích để cho trẻ không bị vẹo còn sống. Dạ, nó hơi lắc léo một chút xíu. Trời. Em trả lời đúng rồi nhưng mà em sẽ thay đổi. Lắc léo quá. Như vậy thì ở câu hỏi này cả hai đội chúng ta đều không có câu trả lời chính xác. Mời quý vị các bạn hai đội chơi chúng ta bước sang câu thứ 9. Bạn sẽ chọn cách nào để chữa bệnh nổi ngứa mề đay của trẻ? 1. Theo kinh nghiệm dân gian ngày xưa, cho trẻ tắm lá khế. 2. Theo ngày nay, cho trẻ uống thuốc tây. 10 giây bắt đầu. Nhưng mà đây là mình sẽ giải thích theo kinh nghiệm của hai vợ chồng mình. Thôi phải chốt trước cái đã. Bạn đưa lên đi bạn. Tôi thấy cả hai đội đều chốt đáp án số 2. Dạ xin dừng lại cái phân tích do dạ, bác sĩ Thạc. Thì trước đây ông bà mình, dân gian mình có cái phương pháp tắm lá khế đấy. Thì nó cũng là một trong những cái cách để cải thiện cái tình trạng mà do mề đay gây ra. Vì sao? Cái lá khế nó có tính hàn, nó giải nhiệt, nó làm dịu cái làn da, giảm đi ngứa ngáy trong cái chứng mề đay. Nó là một trong những cái phương pháp dân gian an toàn. Tuy nhiên trong cái thời đại ngày nay thì ở đâu cũng có bác sĩ. Thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn có thể tiếp cận cái phương pháp điều trị Tây y. Cái quan trọng nhất là biết là tìm hiểu là cái nguyên nhân từ đâu gây ra cái mề đay để mình có cái biện pháp mình phòng ngừa. Và sở dĩ là ban tổ chức không có để một cái lựa chọn nữa, đó là cả hai phương pháp đều đúng. Là vì muốn chúng ta so sánh đó, để chúng ta có thể so sánh cũng thấy là phương pháp dân gian cũng như là cái phương pháp hiện đại. Có đôi lúc cả hai phương pháp nó đều phù hợp cả. Xin chúc mừng cả hai đội đều chọn đáp án đúng. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu hỏi cuối cùng ở vòng thi đầu tiên này. Câu hỏi số 10, nội dung như sau. Do công việc bận rộn, bạn thường để bé con cho ông bà chăm sóc. Một ngày nọ cuối tuần, trong lúc ngồi chơi với con, bạn nhận được câu hỏi từ bé. Mẹ ơi, có phải mẹ yêu công việc hơn yêu con không? Lúc này bạn sẽ nói gì với bé? Hai đội có 20 giây để thảo luận và viết câu trả lời. 20 giây bắt đầu. Tới em. Câu này không dính với gia đình tôi. Ú là lạ. Tại vì tôi không có gửi con cho bà ông bà nội, ông bà ngoại luôn. Mẹ ơi, có phải mẹ yêu công việc hơn yêu con không? Không con ơi. Tình mẹ bao la như điện thoại bình. Hết giờ. Dạ mời đội. Trình đáp án ạ. Dạ đây ạ.
Dạ đội ba tả, ba mẹ đi làm kiếm tiền để lo cho con ăn học. Dạ đội phở bò, ba mẹ bán phở. À quên, ba mẹ làm việc để có tiền. Và có tiền thì để lo cho con. Anh thì anh sẽ trả lời khác. Không, tại vì không đủ thời lượng ạ. Mới đây thôi. Nhưng ngày hôm nay đến phim trường để mình quay thôi. Thì ngày cuối tuần đúng ra phải dành cho con. Nhưng mà ba mẹ phải đi quay. Thì con cũng hỏi hôm nay tại sao mà hôm nay mẹ không ở nhà với con. Bé nhỏ hỏi thì em cũng trả lời nữa. Hôm nay mẹ phải đi làm việc. Mẹ đi làm nhưng mà tối sẽ về sớm. Mẹ về sớm với con, nói tại sao mà mẹ đi hoài vậy. Và em nhớ hoài cái hình ảnh là đứa bé đóng cái cánh cửa lại không cho em bước ra khỏi phòng. Nói ba cũng đi mà mẹ cũng đi nữa, rồi ai chơi với con. Thì tự nhiên cái một cái cảm xúc nó ập tới mình. Mình cảm thấy mình thương nó vô cùng. Đó. Thì cho nên bao nhiêu đây cũng chưa đủ hết. Cái đó là em viết bốn cái tờ này chưa xong. Thì bởi vậy. Mình Kinh Tạm có cùng quan điểm với bên ba tả không? Dạ. Đối với em thì em nghĩ là ở mỗi thời điểm thì trẻ con lại cần mỗi thứ khác nhau. Nhưng mà thường theo như là em làm nghề tự do ấy, thì em sẽ có sắp xếp thời gian để cho con em dễ hơn. Nhưng mà với các bạn em khi là mọi người đi làm cơ quan chẳng hạn, thì hết 6 tháng là mọi người biết là 6 tháng là bắt đầu ăn dặm. Mà ăn dặm cũng là một cái khoảng thời gian rất là khó khăn. Thì lại phải bắt đầu đi làm rồi để con cho ông bà ở nhà. Thì cái đấy cũng là một cái mà rất nhiều mẹ dằn vặt về cái việc là mình bây giờ mình nên bỏ công việc mình ở nhà hay là mình nên đi làm để kiếm tiền. Tại vì hai cái đấy nó đều quan trọng. Chúng tôi quý vị các bạn, như vậy thì ở cái câu hỏi này có thể nói là chúng ta không có một cái đáp án cụ thể. Nhưng mà thông qua cái chia sẻ của cả hai đội chơi là đội Ba Tả và đội Phở Bò Hà Nội thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được rằng là mặc dù là khác nhau về thế hệ nhưng mà cả hai đội và cả hai cặp đôi bố mẹ đều rất là thương con và đều rất là muốn dành thật nhiều thời gian cho con cái. Mình nghĩ đây là cái mấu chốt của vấn đề. Và như vậy thì ở câu này thì cả hai đội cũng đều xứng đáng để nhận 5 điểm ở tại câu hỏi số 10 này. Và câu hỏi số 10 này cũng đã khép lại vòng thi đầu tiên. Kết thúc vòng thi thứ nhất mang tên Bố Mẹ Thông Thái. Đội Ba Tả được 15 điểm. Đội Phố Bò Hà Nội 25 điểm. Như vậy là đội Phố Bò Hà Nội tạm dẫn trước